Chào các bác nhá. Và hôm nay là một ngày đẹp trời, rất là đẹp trời luôn. Săn được con máy rất là ngon. Đó, các bác có nhìn thấy không? Nếu bác nào mà biết về máy chơi game rồi, các bác rất là rõ về chiếc máy này. Một chiếc máy chơi game của Sony có tên là PSP Go. Chiếc máy này vô cùng hiếm luôn. À, cái thời mà em chưa đợt mà em chưa có gia đình, cái thời em chưa có gia đình ấy thì em đã chơi rất là nhiều máy chơi game rồi. Có nghĩa là em mua vào bán ra ấy, rất là nhiều. Em đã cầm trên tay là máy 1000, máy 2000, máy 3000 và máy E1000. Đó, thì đây là lần đầu tiên sau 30 năm thì cùng em đã săn được một cái, mặc dù là rất là thích. Ngày xưa nó giá nó cao quá mà bây giờ săn thì giá nó rẻ. Thế nên hôm nay em sẽ làm review cho các bác xem. Thì chiếc máy này hôm nay em mua với mức giá là chỉ có 1 triệu thôi. Chỉ có 1 triệu thôi. Thì bác này bác đăng lên trên mạng là 1 triệu rưỡi. Đó. Thì em chạy qua 1 triệu rưỡi có khi là em cũng múc ấy, bởi vì em thấy nó khá là đẹp. Em chạy qua thì bác em muốn là giao lưu với chiếc 2DS. Lưu 2DS mà em làm clip trước ấy. Muốn giao lưu ngang. Ok, em chấp nhận. Em cầm qua giao lưu ngang nhưng mà bác nhìn qua 2DS đấy bác không thích. Thế là bác ấy bỏ thôi, bán rẻ mà là 1 triệu. Bởi vì bác cũng biết em mà. Đấy. Em qua phát là bác biết em làm clip nhiều, bác cũng biết. Thế là mua có 1 triệu, 1 triệu thế rẻ quá về làm review ngay. Thì mua chiếc máy này là được thêm một cái củ sạc xịn này. Thích nhất là có củ sạc xịn luôn. Đó. Thì em giật mình, em nhận cầm trên máy trên tay em giật mình. Sao con này nó khác những con PSP kia thế? Chính vì vậy mà nó chết hay sao ấy. Nó ra rất là ít rồi, bán rất là ít luôn mà khó mua vô cùng luôn. Và chiếc máy này rất là đẹp, em rất là thích nhá. Thứ nhất là nó khác cái là củ sạc, dây sạc này. Dây sạc khác hoàn toàn luôn. Không giống cái PSP kia một tí nào. Thứ hai là thẻ nhớ cũng khác luôn, nó dùng thẻ nhớ M2 chứ không phải dùng thẻ nhớ đua SD gì của Sony nữa. Đó, nó lại dùng thẻ nhớ M2 mà cái thẻ nhớ này ấy, tìm được dung lượng cao rất là khó luôn. Thẻ nhớ này nó nhỏ như thẻ nhớ micro SD mà. Đó, tìm được dung lượng cao rất là khó luôn. May một cái là chiếc máy này có bộ nhớ trong là 16GB. Nó có bộ nhớ trong là 16GB, thế nên là cũng có được một số game vào rồi. Thì những chiếc máy này đa phần là hack hết rồi mà, cứ có game mà là chơi thôi, chứ không cần phải mua game đâu. Bởi vì là chiếc máy này đâu có thể là lắp được đĩa UMD để chơi game đâu. Đó, thế là chỉ có chơi game trên bộ nhớ trong thôi. Thế là chiếc máy này là bộ nhớ trong là 16GB, có một số game tích hợp sẵn rồi. Thế khác nhiều quá. Thế nên em cũng giật mình mà rất là tiếc là cái sợi dây cáp này khi mua ấy thì bác ấy bảo là cái này không cắm được máy tính được. Thế nên em phải lên shopping đặt sợi khác để em có thêm game. Chứ trong cái này ít game, các bạn một số game này em lại không thích. Đó, thì giới thiệu sơ qua chiếc PSP Go nhá. Thì chiếc máy này em không hiểu Sony ra để làm cái gì. Khi mà thành công của chiếc PSP 1000, 2000, 3000 quá là ngon, chơi game cũng vô là ngon. Thì Sony người ta ra một chiếc máy này cảm giác như để giải trí hay là như con gái không biết. Chiếc máy này chơi game bằng cách là trượt lên và bàn phím nó nằm như thế này. Khi mà người ta quen chơi bàn PSP nó nằm xung quanh này rồi thì lại bây giờ lại trượt lên và làm như này. Thì cái cáp trượt thấy khá là bền, bởi vì mấy năm nay mà cái này ra mắt được khoảng cỡ chục năm rồi mà sao vẫn ngon thế này. Thì em nghĩ các trường Sony khá là bền, nhưng mà chơi game này nó cầm nhỏ nhỏ trên tay, nó nhẹ nhẹ, không thích một tí nào cả. Đây mà nó thật như vậy. Như đây em mua để siêu tầm, thế là thành ra là thôi cứ chơi thử xem thế nào. Đó, thì cái đặc biệt của cái chiếc máy này là màn hình nó to hơn chiếc máy kia, màn hình là to hơn và đẹp hơn. Em thấy là màn hình đẹp hơn. Đó, và các phím bấm này các bạn nhìn nhé, em mua chiếc máy này rất là đẹp, rất là ưng luôn. Chỉ bị duy nhất và cấn cho lại thôi, chứ còn nhá, này các phím này đều không bị sức sát này, thậm chí cái hai phím R và L vẫn còn bóng nguyên, không bị sức gì cả, ấn vẫn là sướng luôn. Đó, các phím này phím home và phím màn hình chỉnh sáng này, hai phím âm thanh này, hai phím to nhỏ đều rất là ngon này. Đấy, các ốc còn y nguyên, tem mà nhà bán hàng vẫn còn. Đấy, không gần như không sức sát gì, những cái này không phải là xước mà chỉ là bẩn thôi, lau lại sạch được. Đó, máy này khá là đẹp nhé. Đó, thì ở trên này thiết kế đơn giản thôi, bên này nó có một cái nút khóa để khi mà chúng ta không chơi nữa thì màn hình nó khó, ấn vào nút thì nó không ảnh hưởng này. Đó, đây là cái đèn nguồn. Đó, đèn nguồn đây, khi mà chúng ta sạc thì nó sẽ báo là màu vàng. Đây là đèn của Bluetooth, thì chiếc máy này có Bluetooth để chúng ta có thể chơi hai người được. Hai bên này là loa, đây là đèn báo của Wi-Fi. Chúng ta cũng có thể dùng Wi-Fi để chúng ta kết nối vào mạng được. Đó, những chiếc máy PSP này máy nào cũng có Wi-Fi thôi. Đó, đây là phím Home này, phím Home có biểu tượng của PlayStation này. Đó, đây là phím có thể bật tắt Wi-Fi. Thẻ nhớ 12, RL. Đó, RL rất là đẹp. Đó, màn hình chính giữa như này. Đó, cầm rất là nhỏ nhắn xinh xắn nhé. Đó, hôm nay mua được chiếc máy này vô cùng sướng luôn. Thì chiếc máy này chơi game là như thế nào? Thế em phải đặt một điều này, chiếc máy này để dùng giải trí khá là ngon trong những chiếc máy chơi game cầm tay. Khi mà em đã sở hữu 2DS hay thậm chí là 3DS, đó thì gần như là cũng không khai thác được nhiều tính năng những chiếc máy PSP, và game thì cũng không thể là khủng khiếp bằng. Một số game của máy 3DS cũng khá là ngon, nhưng mà nếu mà để chơi nhá, game đấy chỉ dành trẻ con thôi. Chứ còn nếu mà anh em chúng ta, các bác và em ấy để chơi những cái game mà siêu phẩm như God of War này hay là PES này thì chơi trên những chiếc máy đấy không thể nào mà ngon bằng chơi trên PSP được. Cái đấy em khẳng định ấy, khi mà em mua cái PSP Vita mà là chưa làm clip ấy thì em vẫn phải cài giả lập của chiếc PSP này để em chơi.
bởi vì chơi game PP nó nhiều siêu phẩm và hay hơn đó. Và tính năng xem phim nhé, tính năng xem phim của nó khá là dễ sử dụng, có phim mời bố vào là xem được đó, tính năng này này đó, xem phim này hay là nghe nhạc cũng dùng được, có thể cắm tai nghe vào là máy nghe nhạc được đó. Âm thanh của Sony Xperia, con này không biết có tích hợp Xperia không thì không biết, nhưng mà âm thanh của Sony khá là hay. Đó có cả xem photo ảnh, nói chung là cái máy MP5 là một cái máy mà sao chép và copy những tính năng của chiếc máy PSP này nhưng không thể hoàn thiện bằng được đó. Lướt web, xem đọc báo này, mặc dù hơi sai phông một tí đó nhưng vẫn dùng được. Còn vấn đề chính về chơi game nhé, đây thì bây giờ hack và copy game chơi miễn phí được. Hôm nay em mua được cái card, em sẽ hướng dẫn các bác cách cài game chiếc máy này sau đó. Chiếc máy này và chiếc máy PSP 1000, 2000, 3000 và E1000 đều cài game cho nhau thôi, đều là file ISO, cứ quất vào là chiến rồi đó. Thì trên này có phiên bản là PS 2013, đây là bản cuối của PSP. Nhưng hiện tại bây giờ trên cộng đồng mạng các bác cái mốt PS 2020, PS 2021, PS 2022 sắp có thả đây rồi đó, các bác cái mốt quần áo chuẩn bản quyền luôn đó. À không có bản quyền nhưng quần áo chuẩn luôn đó, như là bản quyền luôn đó. Này game siêu phẩm God of War này đó. Còn chơi PS như nào nhá, em sẽ bảo thử PS nhá. Đây có Metal Slug XX, Assassin's Creed, game Tam Quốc này, Metal Slug Anthony này. Đó cái này nó gần như là có rất là nhiều phiên bản từ 1 đến 6 sao ấy. Metal Slug này. Và Ramulu đấy. Đây một phiên bản God of War nữa này. Đây Tam Quốc đủ bản luôn. Ba này bác thích chơi Tam Quốc sao ấy. Nó có rất là nhiều Tam Quốc, game Call of Duty cũng có này. Ben 10 hay đua xe đi Need for Speed. Đây em chơi thử PES nhá. Chơi thử PES nhá, một máy chơi game mà các bác chơi PlayStation thì chủ yếu là các bác chơi PES thôi. Ra quán này chơi mỗi PES thôi. Nếu như game khác rất là ít chơi thì chơi PSP ở trên chiếc máy PSP này như nào. Thì giao diện đồ họa của chiếc PSP này ấy, chơi PSP thì nó tương tự như đồ họa của chiếc PS2 thôi. Và nhưng mà chả hiểu vì sao em rất thích chơi PSP của chiếc máy này. Chơi quản lý câu lạc bộ ấy thì chơi hay hơn, là cảm thấy thích hơn là chơi quản lý câu lạc bộ ở trên chiếc PS3. Đó. Cái này thì ngang với cả PS2 nhá. Game PSP thôi, game khác thì không nhá. Đây này. Đó. Thì ở đây là có các câu lạc bộ là và các đội tuyển quốc gia. Đó, câu lạc bộ thì khi không có bản quyền thì nó sẽ không có những câu lạc bộ như Chelsea, mà trong ngoại hạng Anh nó chỉ có MU thôi. Đó, còn các câu lạc bộ của Tây Ban Nha thì đầy đủ hết luôn, Liga. Đấy, Liga thì đầy đủ hết luôn, ví dụ như là Barca này hay là cả Real Madrid. Nên đây là chỉ là bản gốc thôi chứ còn bản mốt thì đầy đủ hết rồi nhé. Âm thanh thì phát ở cả hai loa luôn. Đó, to nhỏ thì ở đây. À. Nút start, nút select thì bố trí kiểu cân xứng với cả analog. Analog là hơi bé này. Analog hơi bé, chứ analog của chiếc máy 1000, 3000 là to hơn, sướng hơn, này bé quá. Ngày trước hình như em còn tìm được cái bản mà nó còn cả phụ đề tiếng Việt cơ. Đó, có mấy ông Việt Nam làm PES 2019, hồi đấy có cả phụ đề tiếng Việt thì phải. Đó, có gì không? Giao diện thì ngang cả PES 2 thôi. Em chơi PES được hơi gà. Nhưng mà mong các bác xem mà... Đó, coi nhỉ. Bên của máy PSP Go rất là đẹp luôn, phải nói là rất là đẹp ấy. So với một số máy chơi game cầm tay của Nintendo thì chắc là thắng là đẹp hơn. New 3DS thì chắc không bằng, nhưng mà 3DS thì em nghĩ chắc là đẹp hơn. Mặc dù độ phân giải màn hình này chắc chỉ 480 thôi, chứ không được HD đâu. Ôi, không vào mất rồi. Đó, âm thanh phụ đề, à cái bình luận rất là ngon. Đó. Anh em bây giờ thử phát ra cái game God of War xem thế này. Siêu phẩm chỉ độc quyền ở trên PlayStation thôi. Cái phiên bản này hôm trước là em có đào được phiên bản tiếng Việt luôn. Có nghĩa là có tiếng Việt nhé. Hình như em có review ở trên chiếc máy PSP 3000 mà em đã mua được ở trên Shopee với giá mấy trăm ấy.
Mặc dù chiếc máy đấy là máy thay vỏ thôi nhưng mà cũng chơi khá là ngon, bán rồi. Bán cho một bác ở trong Cà Mau thì phải, ship vậy đây, không biết là bạn này có tiếng Việt hay không. Lót game thì cũng tương tự như chiếc PSP 3000 thôi, chứ không có nhanh hơn. Nhanh hơn nếu mà thẻ nhớ của chiếc PSP 3000 mà kém thì chắc lót không bằng chiếc máy này. Chứ còn nếu là thẻ Class 10 thì cái này chỉ ngang với Class 10 thôi. Bởi vì này chơi trực tiếp ở trên bộ nhân máy mà. Đó. Chắc chắn là siêu phẩm này thì chơi những chiếc máy chơi game cầm tay không chiếc máy nào bằng được. Thậm chí là chơi giả lập nhá, chơi giả lập bằng chiếc Pacifica chơi giả lập bằng chiếc Pacifica X18 mà dùng Android ấy để chơi giả lập của PSP ấy, thì nó sẽ không bao giờ đeo lại được cảm giác chuẩn bằng cách chơi máy trên máy PSP được. Cái điều đấy được chắc chắn luôn. Nếu bác nào đang sở hữu cái Pacifica X18 thì các bác biết cái Pacifica X18 đấy em cũng bán rồi nhá. Bán 2 triệu và chưa mua 2 triệu 3, 2 triệu rưỡi nhỉ. Bán được có 1 triệu 9 rồi. Đó. Mà bán này bán trên Facebook luôn. Này, siêu phẩm. Khi chơi game trên máy này thì cảm giác là rất là lạ tay, bởi vì là cái bàn phím bên dưới này nó quá là khác so với những chiếc PSP còn lại. Nó gần nhau quá, analog thì nó quá là bé. Không phải chơi lâu được không đau tay không, mà analog rất là ngon, độ kéo analog ngon vô cùng luôn. Độ kéo analog này nó ngon hơn cả trên chiếc 2DS mà em đã từng mua ấy. Em mua trong clip trước ấy, độ kéo nó ngon lắm. Đó. Đây là game God of War siêu phẩm. Máy này thì các bác có thể giả lập được Game Boy. Không giả lập được DS hay 3DS nữa nhá, mà chỉ giả lập được Game Boy này, giả lập được Game NES này, giả lập được SNES. Đó. Cùng phân khúc của nó thì là những chiếc 2DS đấy, 3DS đấy. Chứ những chiếc máy chơi game DSi cái là cùng thời thì không so sánh được. Không thể nào có những siêu phẩm như này được. Game này chơi là nghiện, rất là nghiện. Máy này mà mua đi du lịch thì hơi hạn chế bằng so với những chiếc máy mà của Trung Quốc kia, bởi vì là pin của những chiếc máy này chơi thì cũng bình thường thôi. Pin pin của nó như là có 1.250 thôi ra ấy. Thì chỉ chơi được liên tục khoảng 4 tiếng thôi. Đó. Và không thay thế được, máy này là liền pin không thể thay thế được nhé. Cho nên khi chúng ta muốn đi du lịch thì chúng ta phải sạc, kiếm được bộ sạc hoặc là dùng sạc dự phòng. Đó. Bây giờ chắc chẳng còn gì để giới thiệu nữa nhỉ. Ok, PSP Go. Mua và rẻ quá thì thích là mua thôi. Thế nên là bác nào có nhu cầu và nhai hứng thì em vẫn bán lại nhá. Các bác muốn mua thì các bác cùng mình vào dưới video. Em mua 1 triệu và em bán lại đúng 1 triệu. Bởi vì mua rẻ quá không thể bán rẻ hơn được nhá. Thế bác nào mua thì cứ cùng mình vào dưới video. Và ngày hôm nay em chỉ review sơ qua chiếc máy này thôi. Bác nào mà cần hiểu kỹ cứ cùng mình vào dưới video. Em sẽ sớm làm một cái clip hướng dẫn copy game chiếc máy này. Khi mà em mua được cái cáp ở trên Shopee về, em sẽ copy game chiếc máy này sớm nhất cho các bác xem cách copy. Thì cái copy chiếc máy game này thì nó cũng tương tự như cái copy trên những chiếc Sony PP1000 thôi, 3000 thôi. Đó, tương tự vậy thôi. Bác nào xem clip và thấy hay cho em một like nhá, chia sẻ mọi người cùng xem và nhớ subscribe kênh YouTube của em. Cảm ơn các bác xem clip. Hy vọng là chiếc máy này sẽ sớm đến tay người mới, còn nếu không ấy thì khi nào nó 100.000 subscribe em sẽ làm chương trình tặng nhá. Ok, cảm ơn các bác, chào mọi người các bác. Ngon phết. Chơi ngon hơn trên PP1000 thật. Mỗi lại bản phím hơi khó.